hiền ngàn kề vai bên nhau xóa tan ngàn trùng sóng gió. Chàng trai hài dương nơi núi non chậm trùng mang cả tấm chân tình trao cho nàng xa xôi. Mộng mơ vùng biển em nếp na ngoan hiền, duyên số an bài để được gặp nhau trong đời. Mưa ô kiều hoa dương em về nhà, son sắc câu thề nghĩa tình phú thế. Tìm lối khác về nơi thân lắm em có nhớ đâu đến nơi một người trong nhóm em quay về đâu đây tìm gió gì sao đừng lo có thấy bóng em về đâu xin tạm biệt đến chúng lên người đến lắm ta như làm mây cho mây cuối bầu trời chiều buông làm gió mà mỗi nhiều lời đời không có lời nói. 300.000 người xem thôi tắt máy nha bao nhiêu không được tắt rất là nhiều 300.000 người xem thôi tắt máy nha bao tặng qua chứ đây rồi áo tặng qua chứ thôi cái anh thật một lần anh like được 20 đô chào chào luôn cho em 100 đô à cho em 10 đô rồi chịu chào bé con vợ nha đi ngủ đây này nói gì nói đi cho em xin tổng tóc anh Bình mày thằng mấy đứa há lại tạm thôi nhá ngóc lát nộp máy đúng giờ nhất lạc dương. Stay up all night, tell myself I'm alright. Baby, you're just harder to see than the... Không màu mè, không nổi bật, không phải lúc nào cũng sẽ ra sân ngay từ đầu, ra sân đều đặn. Nhưng chỉ cần anh ghi bàn, đó đều là những siêu phẩm ngất ngây. Cái hay của anh là sẽ luôn có cách để khiến cầu trường phải nổ tung bởi những khoảnh khắc thật xuất thần. Là người có thể lập hẳn một cú đúp đẹp như mơ bằng những kỹ thuật thượng thừa trong trận đấu. Chúng ta vẫn còn khắc ghi những khoảnh khắc như khi anh thực hiện pha đảo trụ cực nhanh và dứt điểm tung lưới đội tuyển Campuchia sau đường kiến tạo của Quang Hải tại AFF Cup 2018. Hay tại đấu trường V-League 2021, đó là cú duỗi mu chuẩn xác đến từ mm làm ngây ngất tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam ở khoảng cách phải lên đến gần 30m. Tạo nên siêu phẩm bàn thắng để đời trước SAB Đà Nẵng, mang về thắng lợi quan trọng dành cho đội bóng xứ Nghệ ngay trên sân Hòa Xuân của đối thủ. Anh là Phan Văn Đức, một trong những phát hiện được cho là lớn nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam kể từ khi vị chiến lược gia này đặt chân đến giải đất hình chữ S. Con trồng khí tím mà phi a có đàn em là còn thích chủ cả dân chơi máu mặt bằng đạn da cùng da.
Lần trước mày ăn được bố mày chẳng qua là mày chơi bẩn thôi, nghe chưa? Còn ngày hôm nay mày nhìn lại hàng đi. Ít thôi nhé không nhiều, vì từng chiều thường hay đưa đón, đón em đến tương lai. Chỉ có em thôi không cần giàu sang cũng thành một mái ấm gia đình. Người tôi yêu là cô gái tốt nhất trên trần gian. Dù trời đất đến lúc tận thế, anh vẫn yêu em không đổi thay, chỉ thương em đến hết cả cuộc đời này. Con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Đây là Quế Ngọc Hải phiên bản trai Hàn. Chỉ muốn bên anh thật gần. Đội chờ sống chơi cho để anh em gọi mờ, chơi cho nó chắc dù nước mắt này có rơi không cần biết mày là ai, nước chưa chó đếm qua chờ. Cành bạc này thua đủ tụi mày tao vứt ngang, bạn bè hay chỉ cốt gặp toàn lũ đâm ban, cả đời tao ghi nhớ khắc sâu trong tâm hồn tụi mình là chỉ cốt tụi đẹp mẹ mày cầm mồm. Anh em chỉ cốt chơi tốt để tao khắc ghi, anh em mà sống chó say bay tao cách ly, tình nghĩa là trên hết thằng tao mày ăn đi, trước mặt thì ngon ngọt nhưng đâm chọt mày sẵn si. Tránh thân anh không thể nếu em dù một giây. Lầm lời cô ta còn đau đau rồi.